Kính thưa quý vị, tổ hợp Cytosorbents của Hoa Kỳ vào thị trường Việt Nam. Tổ hợp dược phẩm Cytosorbents hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trị liệu chứng rối loạn tế bào hệ thống miễn dịch để tiến đến việc kiểm soát chứng viêm làm chết người bằng biện pháp thanh lọc máu, hôm qua loan báo chính thức bước vào thị trường Việt Nam. Cytosorbents cho hay đã thỏa thuận với công ty dược Hoàng Long và phân phối dược phòng ở Việt Nam để thực hiện kế hoạch phân phối các loại dược phẩm mới cũng như các thiết bị giúp điều trị các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, rối loạn hệ thống miễn dịch hoặc bị nhiễm trùng. Việc thực hiện thỏa thuận này kéo dài trong nhiều năm cho phép thực hiện các ứng dụng săn sóc sức khỏe tối thiểu để Cytosorbents duy trì hoạt động mua, bán, độc quyền tại Việt Nam. Chủ tịch công ty dược phòng Hoàng Long cho biết, họ vui mừng khi được làm việc với Cytosorbents để đưa tổ hợp công ty nổi tiếng thế giới này vào Việt Nam. Sự hiện diện của Cytosorbents mở ra triển vọng chữa trị cho các bệnh nhân bị mắc các chứng bệnh nhiễm trùng máu, bị phỏng nặng, chấn thương não, bệnh ở phổi và tụy tại Việt Nam. Theo báo mạng News Medical, Việt Nam có dân số sắp xỉ 90 triệu người với 1.100 bệnh viện lớn, chi tiêu khoảng 6.4% tổng sản lượng nội địa cho ngành y tế hàng năm.